và Sống. Xin kính chào quý vị. Xin mời quý vị cùng nghe bài đọc Đức Tin với tựa đề Lòng Sùng Đạo và Sự Khoe Mình. Một quan sĩ Ba Tư thuật lại rằng, khi còn nhỏ, ông có thói quen hay thức giấc nửa đêm để đọc kinh Koran và cầu nguyện. Một hôm, thân phụ của ông cũng thức giấc. Ông cụ vốn là một nhà chân tu. Văn sĩ nói, thưa cha, trong khi những người con khác của cha là anh em con đang say sưa trong một giấc ngủ vô độ, thì chỉ còn một mình con thức canh để chiêm ngưỡng Thượng Đế mà thôi. Cha ông ôn tồn nói, con yêu dấu ơi, thà rằng con ngủ một giấc vô đạo còn hơn là tỉnh thức để khoe khoang với anh em con. Tâm lý con người thường lấy chuẩn mực đạo đức của người khác làm thước đo cho đức hạnh của mình. Dường như họ phải có một so sánh cụ thể với ai đó để vuốt ve tấm lòng vô trương và sự tự phụ. Người Pharisee cầu nguyện trong đền thờ đã so sánh mình với người thầu thuế. Luca chương 18 từ câu 9 đến câu 10. Như một bằng chứng trình lên Đức Chúa Trời rằng, Chúa ơi, con tốt hơn những kẻ như thế. Đức Chúa Trời muốn chúng ta soi mình với chuẩn mực đạo đức của Ngài và áp dụng chuẩn mực ấy trong ánh sáng của tình yêu thương. Tình yêu thật không cho phép phô trương. Có những kẻ kiêu căng lộ liễu, song cũng có những sự kiêu ngạo được giấu kín trong lớp vỏ bọc của hành động khiêm nhường. Mà một trong những sự kiêu ngạo quỷ quyệt nhất chính là sự kiêu ngạo thuộc linh. Nó ẩn nấp trong nơi sâu thẳm của lòng người để tạo nên cảm giác khoái trá rằng chúng ta đức hạnh hơn người khác. Nó vuốt ve bản ngã. Xin hãy cẩn trọng trong từng ý tưởng mỗi khi chúng ta muốn so sánh mình với anh em. Khi mà ý tưởng ấy khiến chúng ta tự đẩy mình lên người cao trọng mà lại đạp anh em mình xuống thành kẻ thấp hèn. Lòng sùng kính Đức Chúa Trời và sự phô trương đối với anh em thường gắn liền với nhau, hoặc là một sự liên kết kỳ lạ. Cầu gốc suy gẫm: tình yêu thương hay nhịn nhục, tình yêu thương hay nhân từ, tình yêu thương chẳng ghen tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo. Câu Trinh Tố Nhất chương 13 câu 4. Amen. Muốn thật hết lòng.